Elon Musk tiết lộ bản cập nhật về thiết kế hoàn toàn mới của xe điện Tesla Cybertruck tại cuộc họp cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 16 tháng 5. Elon Musk đã đưa ra các bản cập nhật về Cybertruck, mẫu xe tải hạng nhẹ chạy bằng pin sắp tới, được Tesla công bố vào năm 2019, dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất vào cuối năm nay. Các bản cập nhật bao gồm các tuyên bố từ giám đốc điều hành Tesla là Elon Musk. Thật khó tạo ra thiết kế hoàn toàn mới, vì vậy Cybertruck là một chiếc xe khó chế tạo bởi vì nó là một thiết kế hoàn toàn mới. Thực sự bạn không thể chỉ sử dụng các phương pháp sản xuất thông thường, phải phát minh ra một bộ kỹ thuật sản xuất hoàn toàn mới để chế tạo một chiếc ô tô dựa trên bộ xương ngoài thay vì một chiếc ô tô dựa trên bộ xương trong. Việc chế tạo Cybertruck là cực kỳ không tầm thường, nhưng chúng tôi đang được tiến bộ tốt, Elon Musk nói rằng. Mục tiêu sản xuất sẽ nhắm vào 250.000 chiếc xe trở lên. Cuối cùng thì chúng tôi cũng sẽ bắt đầu sản xuất Cybertruck vào cuối năm nay. Sẽ có một đường hình cong sản xuất hình chữ S nên ban đầu sẽ chậm và sau đó tăng tốc. Tôi nghĩ chúng tôi có thể đạt được 1/4 triệu mỗi năm, có thể nhiều hơn. Một lần nữa phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu như thế nào và chúng tôi cũng cần cải thiện hiệu quả chi phí sản xuất. Điều đó cũng sẽ là một điều rất rất khó khăn. Vì vậy tôi muốn nói rằng 1/4 triệu một năm là một phỏng đoán hợp lý. Nhưng sau đó Elon Musk đã nói có thể là 500.000 chiếc. Tôi không biết nhưng chúng tôi sẽ sản xuất bao nhiêu tùy ý mọi người. Giá cả có phải chăng không? Elon Musk đã nói sẽ rất khó để làm cho nó có giá phải chăng vì đây là một chiếc xe mới, một phương pháp sản xuất mới. Lưu ý rằng Elon Musk ban đầu đã nói vào năm 2019 rằng nó sẽ có giá khởi điểm là 39.000 đô la Mỹ. Điều đó dường như ngày càng không thực tế trong những năm đầu sản xuất. Tesla có sản xuất Tesla RV hay không? Elon Musk đã nói, chúng tôi chưa có bất kỳ kế hoạch nào để chế tạo một chiếc RV, mặc dù tôi chắc chắn có thể thấy một chiếc Cybertruck có thể được chuyển đổi thành một chiếc RV như thế nào, thêm nhiều gánh điểm vào xe tải mạng để những người khác có thể chế tạo mọi thứ. Vì vậy, ai đó có thể có một công ty khởi nghiệp để xây dựng những thứ là phần đính kèm giúp tăng cường Cybertruck và biến nó thành một người cắm trại. Tài xế hàng ngày của Elon Musk sẽ là gì? Elon Musk đã nói là Cybertruck sẽ là chiếc xe mà tôi sẽ lái hàng ngày. Vậy là hãng Tesla cuối cùng đã sẵn sàng tham gia vào phân khúc xe sinh lợi nhất ở Mỹ, đó là xe bán tải Cybertruck. Cybertruck được chờ đợi từ lâu, đã được tiết lộ với nhiều sự phô trương và với một cửa sổ tan tành vào năm 2019, cuối cùng sẽ được sản xuất trong năm nay. Sự xuất hiện của Cybertruck dự kiến sẽ làm rung chuyển thị trường xe bán tải chạy điện và toàn bộ thị trường xe tải bền vững. Với thiết kế bắt mắt và các tính năng công nghệ cao, trong những năm kể từ khi Cybertruck tiết lộ, Elon Musk, giám đốc điều hành của Tesla, đã dần tiết lộ thông tin chi tiết về chiếc xe tải này. Trước đó, ông đã tuyên bố rằng Cybertruck sẽ có thể phục vụ trong thời gian ngắn như một chiếc thuyền và có hệ thống lái bánh sau. Không rõ có bao nhiêu trong số những tính năng được hứa hẹn này sẽ được đưa vào sản xuất cuối cùng. Nhưng các chuyên gia đã nói rằng Tesla sẽ vượt qua ranh giới về những gì ô tô của họ có thể làm được. Một số nhà phân tích ô tô của Mỹ đã nói rằng đây là một phương tiện cạnh tranh với tất cả mọi người và không ai cả. Nếu Cybertruck trở thành hiện thực giống như khi ra mắt thì điều đó là quá đủ. Mọi thứ khác từ công nghệ và tính năng chỉ là đóng băng trên chiếc bánh. Đầu tuần này, Elon Musk đã xác nhận Cybertruck dự kiến sẽ được bán vào cuối năm nay. Đây sẽ là sản phẩm hoàn toàn mới đầu tiên của Tesla sau 3 năm, đến vào thời điểm mà cả Tesla và thị trường xe bán tải nói chung đều rất cần sự phấn khích và những ý tưởng mới. Các nhà phân tích cho biết đây là một động thái cấp thiết đối với Tesla để thay đổi hình ảnh ngày càng tăng rằng họ đã trở thành một nhà sản xuất ô tô rất truyền thống. Từ những thiết kế cũ kỹ cho đến giảm giá và ưu đãi, những người chỉ trích Tesla đã cáo buộc công ty đã đánh mất vẻ hào nhoáng của một kẻ đột phá trong năm ngoái. Cybertruck sẽ là Hummer của năm 2020. Các chuyên gia cho biết thiết kế hình hộp và tương lai của Cybertruck không giống bất kỳ thứ gì mà ngành công nghiệp ô tô từng thấy. Nó được thiết kế để thu hút một loại người tìm kiếm địa vị rất cụ thể. Những người đam mê trò chơi điện tử, những người mê công nghệ, những người yêu thích các bộ phim thập niên 80 và bất kỳ người lái xe nào muốn quay đầu trên đường phố. Các nhà phân tích cho biết, việc tạo ra một chiếc xe có vẻ ngoài điên rồ cho một nhóm người mua mới cũng tương tự như những gì Hummer đã đối với những chiếc SUV vào những năm 90.
Hummer là một phương tiện khổng lồ phi thực tế với thiết kế giống xe tăng đã trở thành một biểu tượng địa vị. Nó đã biến phân khúc SUV thực dụng trước đây thành một không gian nơi các công ty xe hơi vẫn có thể thu hút những người đam mê và những người mua có đầu óc sang trọng. Cybertruck sẽ trở thành Hummer của những năm 2020. Các nhà phân tích đã nói, đó là một chiếc xe sẽ cho phép mọi người thực hiện một giấc mơ mới kỳ lạ về những gì chiếc xe của họ có thể trở thành. Vậy các bạn nghĩ sao về chiếc xe Cybertruck này? Các bạn hãy đóng góp ý kiến chia sẻ ở phần comment ở dưới. Mình xin thân ái chào tạm biệt các bạn và mình hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần tới.